Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lòng tự trọng giữa thành phố. Khí trời nóng nực, tôi ghé vào một quán cóc vỉa hè làm một chai nước cho mát họng. Ngồi cách tôi không xa, phía trước có hai thanh niên đang ngồi nhâm nhi cà phê. Bỗng từ đâu, một em bán vé số bước vào mời mọc. Anh ơi, anh mua giùm em tấm vé số nha. Anh không chơi xổ số nên không mua đâu em ơi. Dạ. Mời hai anh mua vé số. Em... Đi đi nhóc, tụi tao không rảnh đâu. Mới thảnh thơi ngồi cà phê được một lát thì tính phá đám hả nhóc? Ê, nếu tôi ném tiếp một chai nữa, ông nghĩ thằng nhóc đó có dám lượng tiếp không? Ông cứ ném đi là biết mà. Chắc nó tranh thủ lượm ve chai kiếm thêm thu nhập. Dạ, anh mua mấy tờ ạ? Anh không mua đâu em ơi. Sao em không lượm nó về, tích trữ dần để bán ve chai? Cô giáo em từng dạy là không được xả rác bừa bãi. Thế em học lớp mấy? Em học lớp 5, nhưng mà em nghỉ học rồi. Em từng làm sao đỏ trong trường. Em sẽ lượm hai chai đó về bán. Nếu như hai anh đó làm rớt dưới bàn, chứ không quăng ra đường như thế. Nghèo, nhưng mà em cũng có lòng tự trọng chứ anh. À, ra là thế. Lấy cho anh hai tờ vé số nha. Tại sao hồi nãy em mời anh không mua, mà bây giờ anh lại mua? Anh thấy em tội nghiệp, nên anh mua ủng hộ. Em không bán cho anh đâu. Em không cần anh tội nghiệp. Mình đã không đủ lòng tự trọng khi đối diện với nó. Một cậu bé nghèo khó nhưng đầy tự trọng. Muốn được người khác tôn trọng, không cần bất cứ một phụ kiện nào trên người như chức vụ, bằng cấp, tiền bạc. Cứ nhân cách lấp lánh, tỏa ra tự nhiên, người khác sẽ nhìn thấy và tôn trọng. Muốn được người khác tôn trọng, trước hết bạn phải tự trọng.